Vâng, em thêm chợ Tô Lục Nam Bắc Giang xin kính chào toàn thể quý khách hàng. Tối hôm nay em thêm lại xin phép lên sóng báo giá những cái mẫu xe đang bày bán tại chợ Tô Lục Nam Bắc Giang nhé. Quý khách hàng, quý anh chị ơi, các bác mà quan tâm hoặc là cần tham khảo muốn tư vấn những cái mẫu xe gì thì alo liên hệ trực tiếp cho em thêm theo số hotline 0987 271 796 hoặc 0888 666 111 nhé. Địa chỉ showroom nhà em là số nhà 643 phố Đồi Ngô, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Em thêm ở thẳng đường quốc lộ 31 luôn nhé, cách ngã tư thị trấn Đồi Ngô tầm khoảng hơn 100m. Tất cả xe nhà em thêm bán ra đều cam kết đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng. Xe không đâm xô tai nạn, máy móc không ngập nước, không thủy kích và thủ tục pháp lý chuẩn chỉ, không tranh chấp. Tất cả những cái xe em thêm báo giá thì đều có bao hồ sơ, nên là quý khách hàng, quý anh chị mình cũng yên tâm về các thủ tục pháp lý. Có hỗ trợ banh quý khách hàng nhé. Em thêm có hỗ trợ banh quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm những cái mẫu xe nào mà thiếu chút thì các bác có thể hỗ trợ banh nhé. Đấy, xe thì cam kết chuẩn về chất lượng. Và giá thì cam kết cho các bác là giá thị trường nhé. Quý khách hàng, quý anh chị vào xem cho em thêm xin một lượt chia sẻ nào. Nhà em thêm rất là nhiều những cái mẫu xe khác nhau, phân khúc tiền khác nhau, nên là quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm mẫu xe gì thì cứ alo cho em hai số hotline chính nhé. Các bác alo cho em thêm hai số hotline chính. Đều có Zalo luôn nhé. Quý khách hàng, quý anh chị mình có thể kết nối Zalo. Hiện tại số tự động em có, mà số sàn em cũng có tầm phân khúc tiền hơn 200 đổ lên. Kia Morning bán tải van em thêm có 2014 nhập khẩu này. Vios hiện tại hôm nay em thêm về có Vios G đây ạ. Chiếc này em về như chưa rửa này. Vios G số tự động máy 1.5 nhá. Vios E 2017 máy 1.5 luôn. Bác nào mà thích Vios E màu đen thì em thêm cũng có 2015 luôn nhá. Chiếc này là 2017 màu vàng cát, đăng ký biển Hà Nội này. Xpander chiếc này là số tự động 2019 này ạ. Biển siêu VIP 23166. Xpander số tự động máy 1.5 nhá, xe một chủ từ mới. Biển Bắc Giang luôn. 2019 số tự động. Đấy, Kia Morning bán tải van này, chiếc này cũng là số tự động xe nhập các bác nhé, 2014. Rất là nhiều mẫu xe tầm phân khúc tiền hơn 200 đổ lên. Đấy, quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm tham khảo những cái mẫu xe nào thì alo liên hệ trực tiếp cho em. Hai số hotline, nếu như các bác mà muốn xem kỹ những cái mẫu xe nào, các bác có thể alo em thêm gửi thêm video và hình ảnh nhé. Civic em có 2007 này. Kia Morning số sàn bản SI em có 2016 luôn. Hatchback i10 hatchback số sàn hiện tại em cũng có 2017 nhé. Đấy, Accent bản tiêu chuẩn 2019 này. 7 chỗ hiện tại em có Innova, Xpander và Santa Fe. Em chào anh chị Hà Thanh Hiếu. Bán tải hiện tại em không còn chiếc nào anh ạ. Quý khách hàng, quý anh chị cho em thêm xin một lượt chia sẻ đi ạ. Mazda 3 em có 2016 số tự động máy 1.5 nhé. 2016 tầm vừa tiền, xe siêu đẹp luôn. Cam kết đẹp và cam kết chuẩn về chất lượng xe. Có bao check test hãng nhé. Quý khách hàng, quý anh chị có thể check test hãng thoải mái luôn. Santa Fe 2008 này, số tự động máy 2.0, xe nhập khẩu Hàn Quốc. Em để ngoài bẩn thôi nhưng mà chất lượng xe rất là chuẩn luôn này. 2008 máy dầu. Đấy, Innova em có 2016 này. Innova em có 2016 form mới nha các bác nhá. Form này là lên form mới này. Anh Linh Công Tử ơi, em chào anh nhá. Morning tự động em đang tạm hết ạ. Morning hiện tại em còn 2016 số sàn thôi. Em sẽ báo giá từ ngoài này vào nhé. Quý khách hàng, quý anh chị mình không xem được livestream trực tiếp thì các bác xem lại video, quan tâm mẫu nào thì alo cho em thêm 0987 271 796 hoặc 0888 666 111 nhé. Ra ngoài này hơi tối chút. Innova chiếc này là 2016 đấy. Như xe thì em thêm cam kết đẹp và chuẩn zin nhé. Máy số cam kết zin. Keo chỉ cột kèo đều zin và bao check test hãng luôn. Một chiếc Innova 2016 số sàn máy 2.0 bản E là 468 triệu form mới. Em sẽ review và báo giá chiếc Santa Fe này nhé. Anh Nguyễn Khắc Viên ơi, tầm dưới 400
Vay SG hiện tại em có 2011, xe mới về, chiếc đấy xe một chủ từ mới đẹp lắm, màu đen lắm. Đây sau em review luôn anh xem nhé. Hyundai Santa Fe số tự động sản xuất năm 2008, xe nhập khẩu Hàn. Có màn hình, có cam lùi, có cửa sổ trời các bác nhé, cửa sổ trời này. Hyundai Santa Fe máy dầu ạ, chiếc này xe mới về, cam kết chuẩn và zin. Đẹp các bác nhé, một chủ từ mới. 2008 máy dầu 7 chỗ, Hyundai Santa Fe đăng ký biển thủ đô Hà Nội luôn. Giá là 450 nhé các bác nhé, 450 triệu có thương lượng chút xíu và có bao hồ sơ. Đấy, có thương lượng, quan trọng khách hàng mình đến xem xe trực tiếp các bác mà ưng về chất lượng xe thì giá em thêm có thương lượng và có bớt được nhé. Quan trọng nhất là cái chất lượng xe để làm cho khách hàng gọi là ưng về chất lượng xe và cũng ok chất lượng xe. 2008 Hyundai Santa Fe máy dầu. Bác nào quan tâm thì hoặc là muốn xem video chi tiết hoặc muốn xem hình ảnh thêm thì alo cho em hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage này cho em nhé. Quý khách hàng, quý chị không muốn alo, các bác có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage em thêm đang live stream này. Em thêm sẽ gửi thêm hình ảnh cho ạ. Đấy, 7 chỗ hiện tại em có Xpander số tự động, Santa Fe số tự động và Innova số sàn nhé. Innova em có 2013 đây ạ. Innova 2013 bản E. Bản E số sàn nhé. Vâng ạ, em chào anh chị Trần Long. Morning em có số sàn 2016 nhé. Anh giữ máy đi xong em review cho. Em chào anh Nguyễn Duy Đoàn. Celato tự động em có màu trắng, có màu đen và có cả màu đỏ nhé. Anh giữ máy đi. Innova 2013 365 triệu này, số sàn máy 2.0 bản E. Đấy, Vios hiện tại em thêm có 2011, có 2015 bản E, 2017 bản E nhé, 11 là bản G. Và em thêm cũng mới về Accent nhập 2012. Nói chung là nhà em về mẫu xe mới liên tục luôn. Các bác quan tâm mẫu gì thì cứ inbox cho em thêm. Đây ạ, à, Kia Celato đây. Anh Tuấn ơi, nhắn cho em cái số điện thoại lên anh ơi. Nhắn số điện thoại lên em ghim. Em ghim số điện thoại lên nhé. Quý khách hàng, quý chị khi mình xem live stream, các bác mà quan tâm mẫu xe nào, các bác có thể cầm máy alo liên ngay và luôn được nhé. Nhà em thì lúc nào cũng có người cầm máy sẵn và tư vấn, sẵn sàng tư vấn cho các bác. Một số của ông xã em và một số của anh trai em, các bác có thể alo số nào cũng được. Đây ạ, em ghim số điện thoại lên nhé. Cả hai số đều có Zalo. Quý khách hàng, quý chị ơi, Zalo hơi đầy, kết bạn nó sẽ hơi khó. Các bác vui lòng có thể nhắn tin nhé. Cứ thế nhắn tin cho em, không cần phải kết bạn đâu ạ. Em thêm sẽ báo giá dòng một dàn Kia Celato. Đây, bác nào vừa hỏi em thêm Kia Celato đâu ạ. Đây ạ, Celato số tự động 2017 đấy, anh Nguyễn Duy Đoàn. Celato tự động 2017 này, cam lùi, cảm biến lùi đầy đủ nhá. Số tự động, chiếc này là máy 1.6 full option. Xe gọi là cam kết zin nhá, chạy được 6.7 này. 2017 Kia Celato. Khải Nguyễn không có số của em à? À, anh Khải Nguyễn. À, vâng ạ, em thì chuyên làm các thủ tục giấy tờ cho khách. Các bác cứ alo hai số chính nếu mà các bác cần cái gì hoặc là về các thủ tục giấy tờ hoặc là banh ý, thì em thêm sẽ alo trực tiếp. Hoặc là các bác mà muốn nói chuyện với em, các bác có thể nhắn tin trực tiếp qua cái fanpage này, kênh fanpage này đọc của em. Em trực tiếp em quản lý luôn, các bác có thể nhắn tin cho em. Nhắn tin trực tiếp với này, cần cái gì em thêm sẽ tư vấn nhé. Kia Celato 2017 số tự động, máy 1.6, xe chạy 6.7, màn hình điều hòa auto, vô lăng tích hợp bàn phím này, đèn lồ thông minh. Xe thì có cửa sổ trời các bác nhé. Ghế chỉnh điện. 2017 giá là 498 triệu. Em thêm cam kết đảm bảo chất lượng xe nha các bác nhé. Cam kết đảm bảo chất lượng xe và giá thị trường. 2017 498 triệu. Những mẫu này thì em thêm có thể banh cho các bác được từ 50 đến 70% giá trị xe. Kia Celato. Em chào anh chị Lam Hải, CX5 em không có anh Nam Hải ơi. Em chào anh Quang Bùi, anh Quang Bùi ơi, Santa Fe đen giá là 450 anh nhé. 450. 450 triệu và nó là 2008, xe nhập khẩu máy dầu. Số tự động.
Một chủ từ mới cam kết đẹp và zin cho bác luôn. Đây là xe vẫn còn nguyên nha các bác nhé. Tức là nguyên bản em chưa thêm chưa rửa. Em chưa rửa, xe mới về em chưa rửa. Tại vì là về mấy hôm nay về nhiều xe quá chưa rửa kịp. À, em thêm cứ bày thôi các bác, đến thì quan trọng nhất là cái chất lượng xe. Còn các bác chưa chốt thì em thêm sẽ rửa giấy sau, tại vì là nhiều xe quá không kịp. Anh xưởng gỗ Ngọc Toan, vai ớt cao em có 2015-2017, anh thích không ạ? Đấy là bản E nhé, bản G thì hiện tại em thêm còn 2011 thôi, mới về hôm nay. Em chào anh chị Trương Hiền, xe đẹp quá, em giọng ấm áp quá, nghiện rồi, chúc shop thành công nhé. Em cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Quý khách hàng, quý anh chị mình, ví dụ các bác nào mà đang có xe rồi, các bác không có nhu cầu nữa thì các bác xem, nếu mà xe chất lượng ok thì giới thiệu anh em bạn bè giúp em thêm nhé. Tiếp Kia Celato đen em có 2016 đấy. Celato nhé các bác nhé, Kia Celato số tự động, chiếc này là máy 2.0. À, những cái dòng này Kia Celato này thì các bác yên tâm rằng là option của nó rất là full luôn. Kia Celato số tự động 2016, đăng ký biển thủ đô Hà Nội. Full option cửa sổ trời có này. Cửa sổ trời đầy lỗ thông minh, vô lăng tích hợp, màn hình điều hòa ô tô, ghế điện. Giá là 488 triệu, máy 2.0 các bác nhé. Máy 2.0, màn hình đầy đủ, cam lùi cũng đủ luôn. Trần thì rất là ok, chuẩn rồi, trần lì đẹp, táp lô táp ly rất là đều. 2016 ạ, 488 triệu. Quý khách hàng, quý anh chị xem cho em thêm xin một lượt chia sẻ đi ạ. Khả năng tầm này em thêm vào like hơi sớm, nhưng mà thôi em thêm cứ lên like. Quý khách hàng, quý anh chị nào mà không xem được live stream ấy thì các bác xem lại video, quan tâm thì cứ nhấc máy alo cho em thêm. Em chào anh Dương Toàn, Innova bản G 2018 báo anh nhé. Vâng, ok anh Dương Toàn, có em sẽ inbox cho anh. Morning tự động anh Chu Trọng Quý ơi, em đang tạm hết Morning tự động nhé. Em tạm hết Morning tự động rồi, em còn Morning sàn 2016 thôi. À, vai ớt thì em có, đây em sẽ báo luôn một chiếc Mazda 3 này, xong em sẽ review mấy chiếc vai ớt cho các bác. Y10 tự động anh Linh Công Tử ơi, em có màu đỏ 2018, anh thích không? À, và 2016 màu trắng nhé các bác nhé. Y10 tự động em thêm cũng có 2016, chiếc đấy là xe nhập máy 1.2. Đấy, xe mai em thêm sẽ cho full hình. Anh Vũ Khảnh ơi, Innova em có 2013 và 2016 nhá. 2013 là bản E, máy 2.0. Còn 2016 cũng bản E, số sàn 2.0 luôn. Anh Tính Ngô, Gia tự động, Gio tự động 2016 là 388 anh ơi, em có nhá. Em có 2016 Gio. Ok, ok, em sẽ review luôn cho các bác xem vai ớt đây. Khách hàng hỏi vai ớt nhiều. Một chiếc vai ớt đen 2015 thì mai em thêm sẽ về, sẽ lấy về nhé. Xe em thêm đang đi rửa này. Sáng mai là rửa xong. Xe mới về hôm nay em rửa đây. Những chiếc này thì là em thêm chưa có rửa. Thế nhưng mà em review thôi các bác ạ. Quan trọng là chất lượng xe đúng không ạ? Rửa thì nó sạch sẽ hơn tí. Không rửa thì gọi là hơi bẩn chút. Anh Bùi Văn Sơn ơi, chiếc màu trắng là Mazda 3 anh nhé. Đây ạ, à, vai ớt G. Đây các bác đang xem, chiếc này là vai ớt G này. 2011, một chủ từ mới, gọi là cam kết đẹp cho các bác, đẹp và zin, chủ xe đi cũng khá là giữ gìn. Phải nói là rất là chất. À, anh Vân Phong Thái Anh, Kia Celato màu đen thì em còn một chiếc, đấy là 2016 thôi anh. Đầy cao hơn thì em tạm hết rồi. Đầy cao nữa thì em có màu đỏ nhé, có màu đỏ 2019, bác hợp phong thủy màu đỏ không ạ? 2011 vai ớt G, số tự động, máy 1.5, một chủ từ mới, đăng ký biển Hà Nội. Đấy, keo chỉ cột kèo máy số em thêm cam kết zin nhá các bác nhá. Cam kết zin, chiếc này em thêm chưa rửa. Bác nào mà rảnh rỗi mai đến xem xe trực tiếp, xem chất lượng xe nhé, em thêm có ok không ạ? Bộ 348 triệu các bác nhá. 348 triệu vai ớt G 2011. Tiền nào của đấy các bác ạ, tiền nào của đấy. Xe nhà em thêm thì chất lượng cao, chuẩn chỉ. Đấy, nên là khách hàng yên tâm, giá thì cam kết giá thị trường. Anh Vũ Khảnh ơi, Innova vừa lại em thêm có báo giá rồi. À, anh muốn xem chi tiết, anh inbox cho em đi, em lát nữa em sẽ gửi cho anh nhé. Lát nữa em gửi video hình ảnh cho anh. À, anh Nguyễn Luận, Civic hả? Ok, Civic em có 2007 nhé. Civic em có 2007, bác giữ máy đi, xong em thêm review cho. Đây ạ, à, vai ớt 2017 đây. À, chiếc này là vai ớt 2017. Anh Nguyễn Điệp ơi, bán tải em hết rồi. Ờ, Hân Dô, gầm cao vừa tiền. Có nhiều nhé, Hân Dô nhé. Em chào anh Đông Vũ.
Vay ớt E2017 ạ. Em chào anh Dương Thùy. Chào bà chủ xe đẹp, tư vấn nhiệt tình. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Các bác mà cứ cần nhu cầu những mẫu xe gì thì các bác cứ inbox cho em thêm nhé. Em thêm tư vấn nhiệt tình luôn. Các bác ủng hộ em cũng được, không cũng được. Thế nhưng mà miễn làm sao để cho khách hàng có thể tham khảo được những cái mẫu xe cũng như là cái tầm phân khúc tiền nhé các bác nhé. Các bác cứ thoải mái inbox cho em. Vios E2017 đấy ạ. Táp lô táp ly đẹp nhé. Vô lăng phím còi đây. Máy 1.5 anh chị nhé. Máy 1.5 2017, cam kết zin, keo chỉ cột kèo máy số em thêm cũng cam kết zin cho các bác luôn. Màu vàng cát 375 triệu có bao hồ sơ. 375 triệu có bao hồ sơ nhé. Còn nếu mà các bác mà muốn giữ nguyên biển Hà Nội thì các bác để biển đi. 2017 vay ớt e. Em chào anh chị Trần Bình ạ. 2017 các bác nhé. Xpander thì em có 2019 đây ạ. Xpander 7 chỗ. Đấy, 7 chỗ hiện tại em có Xpander, có Santa Fe và có Innova. Kia Morning 2014, Kia Morning bán tải van. Đấy, bác nào mà thích số tự động thì các bác có thể tham khảo chiếc này tầm vừa vừa tiền nhé. Bán tải van là xe 2 chỗ đấy, số tự động. Còn Xpander là 2019. Số tự động máy 1.5 các bác nhé. À, anh chạy suốt tìm em. Xe nhà em thì nếu mà xe rát vàng thì không có ai dám đi anh ạ. Xe chỉ có giáp sắt với lại nhựa thôi anh. Mazda 3 nhé, Mazda 3 2016 này. Kia 5 chỗ anh Nguyễn Hoàn ơi. 5 chỗ thì hiện tại em có Kia Morning, có Kia Celato, Kia Rio nhé. Hoặc Kia Solotu. Anh thích những cái dòng nào anh comment đi, em xem sẽ tư vấn cho. Đấy, Kia đấy hiện tại em có nhiều luôn. CX5 anh chiên cao em không có nhé. Mazda 3 2016 này, số tự động máy 1.5. Đấy, chiếc này thì cũng bao đẹp luôn. Quý khách hàng, quý anh chị ơi, có những cái chiếc xe cùng đời cùng mẫu nhưng tại sao chênh nhau đến 70 triệu. Các bác mà tham rẻ tham rẻ rồi đến lúc về chất lượng khác nhau, nó sẽ lúc đấy nó sẽ gọi là thể hiện là tại sao nó lại rẻ hơn từ 50 đến 70 triệu. Không có cái chuyện vô lý như thế các bác. Đấy, bọn em đi mua thì nó có chênh lệch giá nhau nhiều như thế thì chẳng tội gì bọn em phải vất vả đi tìm xe cả. Cứ nhấc những cái chiếc xe đấy về bán thôi, kiếm 5-7-10 triệu là cũng giàu rồi, chứ không cần phải kiếm 20-30 triệu. Là vì độ chênh của nó quá nhiều luôn, phải không ạ? Em thêm chỉ cần nhấc về em thêm kiếm vài triệu thôi, không cần kiếm nhiều. Quý khách hàng, quý anh chị cứ nghĩ là bán xe kiếm nhiều, không phải đâu. Nếu mà xe chuẩn chất lượng cao bọn em đi mua cũng khó lắm các bạn. Cũng khó và giá cũng rất là cao chứ không phải là rẻ. Trừ những cái chiếc xe lỗi hoặc những cái chiếc xe nó nói chung là nó kém hơn thì chắc chắn là giá thành nó sẽ phải khác. Gọi là tiền nào của đấy các bác, mà đi mua đồ dùng cũng vậy thôi ạ. Đôi giày đôi dép cùng mẫu mã luôn ra chợ chỉ tầm 70-80 nghìn, tại sao vào shop lại có vài triệu? Đấy, nó khác nhau là ở cái chất lượng. Chứ còn mẫu thì bây giờ làm nhái nó cũng rất là dễ. Đấy, quan trọng nhất là cái chất lượng xe thôi. Em thêm sẽ báo giá tiếp nhá. Nhiều khi khách hàng hỏi những câu thực ra cũng hơi khó để có thể là trả lời để cho khách hàng vừa ý. Như thôi em thêm cứ review nhá. Quý khách hàng, quý anh chị nào mình quan tâm thì cứ alo cho em thêm. Hoặc là các bác mà không có nhu cầu nữa, các bác xem ủng hộ em thêm cũng rất là cảm ơn. Vios 12 em không có anh Phan Nguyễn ơi. Em có Vios tự động 2011 màu đen thôi anh nhá. 12 em hết rồi. Một chiếc Mazda 3 2016 số tự động máy 1.5. Anh Nguyễn Đình Xuân Y10 em có nhé. Y10 hiện tại em có 2017 số sàn, 2016 số tự động xe nhập. Em không có Innova 19 anh Như Minh ơi, em có 2016 và 13 thôi. Mazda 3 2016 số tự động máy 1.5. Giá là 485 triệu các bác nhé. 485. Em thêm thì cam kết đẹp và chuẩn cho các bác luôn, bao check test hãng. Nếu như khách hàng mình mà đi check test, khi mà các bác đặt cọc rồi các bác check test mà không chuẩn về chất lượng xe, như em thêm cam kết em thêm sẵn sàng hoàn lại tiền đủ cho khách hàng nhé. Hoàn lại tiền đủ cho khách hàng chứ em thêm không phải trừ 5-7-10 triệu nếu như chất lượng nó không như nhà em thêm cam kết. Còn nếu như mà chất lượng mà nó chuẩn như em thêm cam kết mà khách hàng không muốn mua nữa thì nói chung là cái đấy thì các bác lại phải vui lòng gọi là công xá cho em một chút xíu. Đấy, gọi là lỗi bên nào bên đấy chịu, nhà em thêm bán hàng bao giờ cũng chuẩn, chuẩn như cam kết luôn.
Anh Duy Hiệp nội thất vay vay ớt 11, em inbox cho anh nhé. Ở ngoài đấy nó hơi tối. Nội thất thì đẹp, nói chung là xe thì rất là ok và chuẩn luôn. Các bác mà mua những cái chiếc xe đấy thì chắc chắn là các bác sẽ rất là ưng luôn. Tiếp nha các bác nhé. Kia Celato anh Khoa Nguyễn 14, 15 em hết rồi anh ơi. Chào bà trẻ Thành Đạt, quay cho xem ghét giá rẻ được không? Anh Như Giai ghét giá rẻ, hiện tại em có 2009 màu xanh nhưng xe không có ở đây. Anh Trần Văn Thái Thái, xe thì đẹp rồi nhưng chưa thấy người bán xe. em có lên sóng rồi, em có lên kênh rồi, quý khách hàng, quý anh chị ạ. Nhưng mà thôi, buổi tối thường em live stream để cho các bác ngắm xe thôi. Ok anh Duy Hân Võ, lát nữa em sẽ inbox cho anh nhé. M2 em hết rồi anh Gỗ, em bông ơi. Em hết M2, em có M3 thôi. Anh Nguyễn Đình Xuân ơi, Y10, lát nữa em gửi ảnh cho anh đi. Xe em có rồi, xe em về rồi nhưng mà nó đi rửa thì không có ở đây. Em review cho anh mai, nếu mà mai em sẽ cho lên kênh nhé. Mai em cho full ảnh lên kênh luôn. Kia K3 2016 máy 2.0 này, em thêm tiếp tục báo giá nhé. Tầm vừa tiền, nếu mà số sàn hiện tại em thêm có Kia Rio đây các bác nhé. Kia Rio có, Kia Solo 2 em cũng có 2019 luôn. K3 2016 số tự động máy 2.0, đăng ký biển thủ đô Hà Nội luôn này. À xe chốt mất rồi. 2016 ạ, Kia K3. Đấy, Rio em cũng có 2016 xe nhập nhá. Trước đấy là máy 1.4 thôi. Kia K3 2016 số tự động máy 2.0 giá là 488 triệu. 488 triệu ạ. Đấy, những cái mẫu xe mới như em thêm cũng về liên tục luôn. Nhưng quan trọng là cái chất lượng xe. Đấy, các bác nhiều khi các bác cứ xem trên livestream, nếu mà quý khách hàng quý anh chị mình có thời gian ấy, mình đi tham khảo trực tiếp những cái chất lượng xe. Đi tham khảo trực tiếp những cái chất lượng xe thì mình sẽ phân biệt được tức là cái chất lượng nó khác nhau như thế nào. Kia Rio số sàn 2015 xe nhập 320 ạ. Máy 1.4 các bác nhá. Kia Rio máy 1.4. Hiện tại nếu mà Kia thì ít tiền, em thêm cũng có số sàn nhé. Em thêm có Kia Forte màu trắng. Đấy, tầm 200, hơn 200. Kia Rio nhập khẩu 2015 số sàn máy 1.4 giá là 320 triệu. Máy móc em thêm cam kết zin nhé. Máy móc zin táp lô táp ly đều, xe vô lăng phím còi cũng siêu đẹp. Em thêm review qua cho các bác xem này. Đấy, vô lăng phím còi bao đẹp luôn. Chiếc này thì chủ xe vẫn giữ nguyên đài này. Táp lô táp ly đây ạ. 2015 các bác nhá. 320 triệu Kia Rio. Kia Celato 2019 này. Chiếc này xe chạy 2 vạn nhá, 2 vạn lốp theo xe còn cả dàn. 2019 là lên form mới rồi. Có cam lùi, có cảm biến. Option thì phải nói là rất là nhiều luôn. Kia Celato 2019 này, vô lăng tích hợp màn hình và điều hòa auto, ghế điện. Có đầy đủ cruise control luôn các bác nhé. Đề lộ thông minh, cửa sổ trời, xe chạy 2 vạn lốp theo xe còn rất là mới. Cam kết đẹp và zin cho các bác luôn. Gọi là zin toàn tập đấy ạ. 2 vạn thì nó cũng gọi là xe lướt già trơn máy thôi các bác nhé. Xe chuẩn về chất lượng, máy móc em thêm cam kết zin và không ngập nước, không thủy kích, giá là 575 triệu. Có hỗ trợ banh các bác nhé. Có hỗ trợ banh. Nói chung là chất lượng xe là các bác yên tâm, là em thêm cam kết bằng cái uy tín chứ cũng không phải là nói suông. Nên là khách hàng mình cứ đến xem xe trực tiếp, các bác đến xem xe trực tiếp và có thể chạy thử miễn phí luôn. Kia Celato giá là 575 triệu ạ. Màu đỏ hiện tại thì em thêm cũng có một chiếc Kia Solo 2 nữa này. Em thêm review luôn. 2019 số sàn máy 1.4 đây ạ. Đăng ký biển Bắc Giang. Xe chạy 2 vạn. Có nốt theo xe vẫn còn các bác nhé.
À, người chưa có xe thì thích mua, còn người có xe rồi chả thấy đi đâu, toàn thấy đi xe máy. Anh chủ lô. À, cũng không phải đâu, đôi khi thì mình đi, ví dụ mình đi những cái công việc quanh quanh thì nhiều khi cũng thích, có thể là đi xe máy, có thể đi dạo. À, anh Tô Lê Dũng ơi, chiếc Accent 2012 em đi rửa mà, sáng mai em mới lấy anh ạ. Sáng mai em mới lấy. À, nói chung những cái chiếc xe đấy thì anh cũng yên tâm về chất lượng xe, vì rằng là bọn em đã xuống tiền mua những chiếc xe đấy thì chắc chắn khẳng định là xe nó cũng rất là ok và chuẩn luôn. Đấy, không lỗi, chuẩn máy số, keo chỉ, cột kèo đều còn zin anh nhá. Anh yên tâm, nếu mà xe mà có đây là em review cho anh xem luôn à. Xe hôm chiều em vứt đi rửa rồi. À, anh Mai Ngọc Thành ơi, 7 chỗ em có Xpander số tự động nhá, có Santa Fe máy dầu số tự động và có Innova nhá. Anh Trần Văn Thái Thái, em có hỗ trợ trả góp. Có hỗ trợ trả góp, nếu mà anh quan tâm trả góp alo cho em thêm, hoặc là inbox em thêm tư vấn cho Kia Solo Tu 2019 số sàn này. Máy 1.4 các bác nhá, máy 1.4 đăng ký biển Bắc Giang, xe chạy hơn 2 vạn lốp theo xe còn đẹp. Giá là 356 triệu này. 356 triệu. Kia Celato thì em thêm còn 2010 xe nhập nhá. Chiếc này là xe nhập số tự động máy 1.6, giá là 335. Đấy, 335. 7 chỗ các bác quan tâm thì có thể nhắn tin em thêm, gửi hình ảnh cho. Vừa nãy em thêm có báo giá rồi nên là em thêm xin phép báo giá những cái mẫu trong này trước. Nếu mà lát nữa các bác mà vẫn còn ở trên live stream thì em thêm sẽ review cho các bác xem nhé. Bác nào muốn xem nội thất không ạ? Em thêm xem có mở cửa. Nhiều khi những cái chiếc xe đỗ ấy, có thể là bên em mở cửa cho khách hàng xem xong, thì nhiều khi xem xong mình tiện là mình chốt cửa luôn. Cho nên là khi nhiều khi live stream ấy, có những chiếc là đóng cửa em thêm không review được option. Kia Celato xe nhập số tự động máy 1.6 á. Chiếc này có đề lộ thông minh, có cửa sổ trời các bác nhé. 335 triệu này, 335, tầm vừa vừa tiền, xe bản sedan, cũng phân khúc hạng C luôn, đi cũng rất là ok. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Atis thì em có 2010 số tự động các bác nhá. Bác nào mà thích cái form mới, 2010, cuối 2010 lên form mới rồi, số tự động. Em thêm có 2010 và số sàn em có 2008, tầm vừa tiền hơn 200 này. Atis 2008 số sàn bản G máy 1.8. Ô, sao mấy chiếc này để trong nhà mà toàn chốt hết nhỉ? Sao? À thế à? Atis 2008 bản G máy 1.8 các bác nhá, giá là 275 đi. 275 triệu có bao hồ sơ. Đấy, bác nào quan tâm thì alo cho em thêm, số hotline em thêm ghim trên màn hình nhá. Các bác có thể alo lúc nào cũng được. Số hotline 0987271796 hoặc 0888666111 đấy ạ. À, các bác mà muốn xem kỹ những cái mẫu xe bên em đang bày bán thì các bác vào YouTube giúp em nhé. YouTube các bác đánh là chợ ô tô Lục Lam là ra kênh của em thêm rồi. Chợ ô tô Lục Lam luôn nhé các bác. Ấn đánh mà vào đấy xem những cái mẫu xe thêm, quay chi tiết đẩy lên kênh. Đấy, em đang review qua nội thất của chiếc Atis 2008 số sàn máy 1.8 bản G, có màn hình này, có cam hành trình luôn. Những mẫu này thì vừa tiền hơn 200, đăng ký biển thủ đô Hà Nội, 275 triệu. Đấy, máy móc keo chỉ cột kèo đều còn nguyên zin. Các bác muốn xem chi tiết thì cứ inbox cho em thêm qua Zalo hoặc inbox cho em thêm qua kênh fanpage này nhé. 2008, 275 này. Đấy, màu đỏ, em còn một chiếc Accent 2019 nữa đây ạ. Hyundai Accent bản tiêu chuẩn số tự động máy 1.4. Đấy, xe chạy hơn 2 vạn lốp theo xe còn đẹp. À, chiếc này cũng tự động chốt. Những chiếc này thì nhiều khi để nó tự động chốt nên em không mở được option. Anh bấm luôn con Accent đi. Hyundai Accent bản tiêu chuẩn các bác nhé. Bản tiêu chuẩn 2019, 465 triệu. Đây em review qua cái option chút xíu này. Có màn hình đài lộ thông minh, vô lăng tích hợp. 2019 số tự động máy 1.4, giá là 465 nhá. 465, xe còn nguyên mùi thơm của xe mới luôn. Táp lô táp ly đây, tay mở rất là mới luôn đấy ạ.
2019 này. 465. Đăng ký biển Bắc Linh. Đấy, cái này là điều hòa hai vùng luôn các bác nhé. Điều hòa hai vùng, vùng trước, vùng sau. 2019 Hyundai Accent. 465 triệu này. Bản tiêu chuẩn. À, em sẽ review tiếp đây. Kia Morning ạ. Bác nào vừa hỏi em thêm Kia Morning, em có Morning SI 2016 đấy ạ. Kia Morning SI 2016 số sàn nhé các bác nhé. Số sàn. Đăng ký biển Bắc Linh, máy 1.2, giá là 245 triệu, có 3 hồ sơ. Xe thì máy số zin, keo chỉ cột kèo cũng zin luôn. Em thêm review qua cái option chút xíu này. Bản SI nha các bác nhé, 2016. À, nhiều khi các bác nghe đời, nếu mà những cái chiếc bản đủ với lại bản thiếu nó sẽ chênh nhau tiền nhé. Các bác đừng nghe đời không là khổ em thêm này. À, nhiều khi khách hàng có thể bị bỏ ô sao chị xem con Morning này sao nó lại chênh nhau 10, 15, 20 triệu. Các bác mở máy điện thoại ra là em thêm nhìn thì nó không phải là bản SI, nó là bản thiếu. Nên là quý khách hàng, quý anh chị mình mua để ý nhé. À, vô lăng phím còi, siêu đẹp luôn này. 2016 Kia Morning SI bản đủ. Giá là 245 triệu các bác nhé. 245 triệu này. Vô lăng phím còi rất đẹp luôn. Có màn hình. Tay mở cũng còn khá là mới này. 2016. 245 triệu. Hatchback thì em thêm có Toyota Wingo nữa này. Nếu mà tầm vừa tiền các bác có thể tham khảo những cái dòng này. Xe chạy hơn 2 vạn lốp theo xe còn mới nhé. Xe cũng còn rất là mới luôn. Đăng ký biển Bắc Linh. Dòng này là xe nhập ạ, Toyota Wingo nhập khẩu 2020, số sàn máy 1.2, giá là 298 triệu. 298, siêu đẹp luôn, siêu mới. Pha đèn còn rất là sáng đẹp này. Kia Rio nhập khẩu em có 2016 đấy ạ. Kia Rio nhập khẩu số tự động máy 1.4 các bác nhé. 2016, 388 triệu, màu trắng này. Nói chung là chất lượng xe thì khách hàng gọi là tuyệt đối yên tâm. Chiếc này có màn hình nhá, nhưng mà có màn hình nhưng mà hơi chốt cửa rồi. Em thêm không review option nữa. Quý khách hàng, quý anh chị mình muốn xem kỹ những cái mẫu xe nào thì cứ inbox cho em nhé. Nhắn tin cho em qua fanpage hoặc qua like, qua Zalo cũng được. Fanpage em thêm đang live stream này, các bác có thể nhắn tin trực tiếp cho em. Kia Rio 2016 giá là 388 triệu. Rất là nhiều mẫu xe nhé em thêm vẫn còn nhá. Y10 số sàn và Y10 tự động em thêm có. Các bác inbox em thêm gửi hình ảnh cho. Đấy, vai ớt thì hiện tại em có 15, có 17, bản E 2011, bản G. Honda Civic 2007 đấy ạ. Chiếc này số tự động máy 2.0, đăng ký biển thủ đô Hà Nội. Giá là 275 triệu. Honda Civic số tự động có màn hình các bác nhé, có màn hình, có cam hành trình và cửa sổ trời luôn. À, nội thất thì siêu đẹp rồi. 2007 Honda Civic giá là 275 triệu. Xe rất là đẹp, đi những cái dòng này cũng rất là đầm chắc xe luôn. 2007 anh chị nhé, 275 Honda Civic. Đấy, bác nào mà muốn xem 7 chỗ giờ em thêm sẽ review cho các bác xem 7 chỗ nhé. Em sẽ review lại những mấy cái mẫu 7 chỗ cho khách hàng xem qua. Tại vì có rất là nhiều khách hàng vào sau. Đây là các bác em, các bác giữ máy đi, em thêm review 7 chỗ này. Đây 7 chỗ em có Xpander số tự động máy 1.5, đăng ký biển Bắc Giang đây ạ. Chiếc này có màn hình, có cam lùi đầy đủ nhá. Xe một chủ từ mới, biển cũng rất là đẹp luôn, 23166 này. Số tự động máy 1.5 Xpander giá là 498, giá có lộc lá chút xíu. Như để ngoài thì em thêm chốt rồi. Xe rất là đẹp luôn, Xpander 2019. Bác nào quan tâm thì nhớ alo cho em thêm nhé. Số hotline thì em thêm có ghim trên màn hình rồi. Vios E 2017. Vios E 2017 giá là 375. Số sàn máy 1.5. Số sàn máy 1.5 ạ. Một chiếc Vios G 2011 số tự động này. Máy 1.5 348. Đấy, em
thêm báo lại mấy cái mẫu ở ngoài, các bác quan tâm mẫu nào thì alo cho em. Hyundai Venna số sàn máy 1.4 xe nhập, giá là 208 triệu này. 208 triệu các bác nhé. Hyundai Venna 2010, xe nhập khẩu Hàn Quốc ạ. Đấy, Hyundai Santa Fe em thêm có 2008, máy dầu số tự động, máy 2.0 xe nhập. Đấy, máy dầu các bác nhé, máy dầu đấy. Những cái dòng 7 chỗ hiện tại đây em có đấy, Santa Fe, Xpander và Innova. Chiếc này là 450 triệu này. Xe một chủ từ mới, cam kết đẹp và zin. Hyundai Santa Fe. Đấy, Innova 7 chỗ đây ạ, 7 chỗ em có 2016 số sàn bản E này. 468 triệu các bác nhé, đăng ký biển thủ đô Hà Nội luôn. Bản E máy 2.0 số sàn và Innova 2013. Innova 2013 là 365, đấy những cái tầm phân khúc vừa vừa tiền các bác có những cái lựa chọn khác nhau. Đấy, thoải mái lựa chọn luôn. Đấy, hiện tại thì mai em thêm có Vios 2015, Accent 2012 xe nhập. I10 số sàn 17 và I10 số tự động 2016 màu trắng. Nhiều mẫu xe lắm các bác. Quan tâm mẫu nào thì cứ alo cho em. Và nhà em thêm cũng có nhận xe theo yêu cầu. Nếu mà quý khách hàng, quý anh chị mình có nhu cầu thích những cái dòng gì, nhà em thêm có tìm nhé. Tìm theo, tất nhiên là theo phải theo cái chất lượng xe rồi. Và tiền nào của đấy nhà em thêm cam kết cho các bác chất lượng xe luôn. Đấy, quý khách hàng, quý anh chị mình quan tâm mẫu nào thì alo cho em nhé. Hoặc là các bác vào sau không xem được livestream, xem lại video thì alo hoặc inbox cho em. Chất tất cả xe nhà em thêm đều cam kết đảm bảo về chất lượng xe cho khách hàng. Cho em mượn cái điện thoại của em đấy. Cam kết đảm bảo chất lượng xe và có bao check bao test các bác nhá. Bao check bao test về chất lượng xe. Em không hiểu sao mà em cứ livestream từ hôm trước với lại hôm nay, em livestream một lúc đầu thì em đọc được comment của khách hàng mà đến sau này là em thêm lại không đọc được rồi. Không đọc được comment của các bác luôn. Đấy, Accent các bác nhá, Accent là 2019 đấy. Kia Morning là 2016. Đấy, quý khách hàng, quý chị mình tham khảo đi, quan tâm mẫu gì thì liên hệ trực tiếp cho em thêm. Em thêm sẽ xin phép nghỉ livestream này. Đây các bác comment bình luận này em thêm không đọc được. Quý khách hàng, quý chị ơi, các bác quan tâm thì alo cho em nhé. Nếu mà bác nào comment mà em thêm không đọc được thì các bác thông cảm vậy. Em cũng không biết là do mạng hay là do cái gì. Cứ nên lúc đầu nhưng mà một lúc sau là không lại mất comment của khách hàng. Kia Morning số sàn là 2016 các bác ạ. Xpander thì em thêm báo giá lại là 498 nhé, 2019. Đấy, các bác quan tâm mẫu nào thì alo liên hệ trực tiếp cho em thêm số hotline 0987271796 hoặc 0888666111. Cả hai số đều có Zalo luôn. Cả hai số đều có Zalo luôn. Các bác có thể kết nối Zalo số nào cũng được. Đấy, em thêm xin phép nghỉ livestream nhé. Cho em thêm gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý khách hàng, quý anh chị đã quan tâm, ủng hộ cũng như là theo dõi kênh của em thêm. Và quý khách hàng, quý anh chị ơi, các bác mà có anh em bạn bè thì nhớ giới thiệu cho em thêm nhé. Chất lượng xe thì em thêm cam kết chuẩn chỉ cho các bác, luôn luôn là cam kết và uy tín đặt lên hàng đầu nên là khách hàng yên tâm. Xin chào và hẹn gặp lại toàn thể quý khách hàng, quý anh chị ạ.